đi một vòng thành phố tuyết trắng nha. Tuyết phủ kín hết thành phố. Đang sống lâu lâu thấy bóng người. Thế lại bây giờ là gần 2:30 chiều, do đó mọi người vẫn còn đang làm việc. Học sinh thì vẫn còn đang làm việc, đi học. Đó, ít người qua lại đường. Chạy vòng thành phố này cho các bạn xem mùa đông Canada nó lạnh như thế nào. Ra đường là ai cũng bịt kín mít hết. Bữa nay ở ngoài là -4 độ nha các bạn, -4 độ C. -4 độ C thì nó lạnh hơn cái tủ lạnh. Chợ Búa thì thấy xe nó đậu nhiều hơn là trong khu dân cư. Chi phí cho xe ủi tuyết cũng khá nhiều. Nó ủi nhiều khi ủi quá banh đường luôn. Đường thì thuế dân đóng. Thuế dân đóng rồi. Đó, xe ủi tuyết quá nhiều. Thấy
Trời chiếu sáng chói chang nhưng vẫn lạnh, không đủ nóng để làm tan tuyết. Thế các bạn thấy nó lạnh như thế nào không? Không đủ nóng mà trời chói chang. Chói chang mà lại không đủ. Dân châu Á qua bên Canada chỉ mất khoảng mấy năm mới bắt nhịp được cái lạnh. Vết rồi quen thôi. Ra đường mặc thêm áo chùm thêm một lớp vải thật dày chống lạnh.